Chào mừng các bạn đến với kênh Sách Nói OK, Bình Giảng Sách. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành với kênh Sách Nói OK. Hôm nay chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu đến quý vị một quyển sách rất tuyệt vời dành cho những nhà lãnh đạo. Quyển sách được mang tên 101 Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết, tác giả John C. Maxwell. Lãnh đạo 101 những điều nhà lãnh đạo cần biết. Muốn trở thành nhà lãnh đạo tài ba thì bạn phải tìm được giải pháp giải quyết hết những vấn đề trên. Cuốn sách Lãnh đạo 101 là một trong 8 cuốn những điều nhà lãnh đạo cần biết sẽ giúp bạn loại bỏ hết những khó khăn trên. Cuốn sách giúp bạn tìm ra cách để nâng tầm ảnh hưởng tới mọi người, nâng cao hiệu suất công việc của đội nhóm, thiết lập mục tiêu và rèn luyện tính kỷ luật cho tổ chức. Thông qua cuốn sách, chúng ta sẽ biết, thứ nhất, cách vươn tới và trở thành nhà lãnh đạo đỉnh cao qua tầm nhìn, nghệ thuật dẫn dắt và điều khiển đội nhóm. Biết cách thiết lập mục tiêu và rèn luyện tính kỷ luật cho tổ chức sao cho hiệu quả. Tạo ra tầm ảnh hưởng tới mọi người và nâng cao hiệu suất công việc của đội nhóm. Về bộ sách 101 những điều nhà lãnh đạo cần biết, chúng ta có thấy hình ảnh lãnh đạo của mình trong đây. Thứ nhất, bạn chưa gây được ảnh hưởng đến người khác. Bạn chưa biết gây ảnh hưởng cho các thành viên của mình như thế nào cho hiệu quả, để mềm nắng sáng buông, vừa đủ sức răn đe nhưng cũng tạo sự thoải mái không oán trách. Thứ hai, đội nhóm của bạn chưa đoàn kết và hướng tới mục tiêu chung. Vẫn còn những tiếng xì xào, vẫn còn những tính toán chi li cho bản thân mình, vẫn còn những công việc được hoàn thành hời hợt. Bạn thật sự mong muốn xóa bỏ điều này. Thứ ba, thái độ của những người làm việc cùng bạn còn sai lệch và tiêu cực. Thái độ tiêu cực dẫn đến những hành vi tiêu cực và được lây lan nhanh chóng đến những mắt xích khác của tổ chức. Điều bạn mong muốn là mọi người đều có thái độ tích cực trong công việc. Thứ tư, các mối quan hệ cố vấn của bạn còn hời hợt, chưa trùng điểm rơi với bạn. Các mối quan hệ của bạn quyết định bạn là ai. Bạn chưa thật sự tìm được cố vấn gạo cội cho chính mình, hay những mối quan hệ xung quanh chưa được tận dụng hiệu quả. Thứ năm, bạn chưa gây được ảnh hưởng lớn đến người khác. Việc trau dồi và phát triển bản thân của bạn liệu đã đúng hướng? Liệu bạn đã đạt được những thành tựu theo cách mà năng lực tiềm ẩn của bạn xứng đáng đạt được? Thứ sáu, thật khó để tìm kiếm và nuôi dưỡng thế hệ kế cận mà bạn hoàn toàn tin tưởng. Sự tồn vong của tổ chức phụ thuộc vào sức mạnh của thế hệ kế cận. Việc phát triển chính mình đã khó rồi, bạn cảm thấy loay hoay trong việc phát triển đội nhóm kế cận sau này. Sự lãnh đạo càng cao, hiệu quả càng lớn, đòi hỏi sự trau dồi không ngừng nghỉ. Và đây chính là những kiến thức mà bất kỳ ai cũng phải trau dồi một cách hiệu quả nhất. Thứ nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo bản thân. Để đạt được mức độ hiệu quả cao nhất, bạn phải luôn nâng cao đỉnh cao của khả năng lãnh đạo. Thứ hai, tăng cường kỹ năng teamwork. Khi thách thức tăng, nhu cầu làm việc nhóm sẽ tăng theo. Một nhóm mạnh thì mọi thành viên đều đồng lòng. Thứ ba, hiểu về thái độ và cách xoay chuyển chúng trong đội nhóm. Thái độ có khả năng nâng đỡ hoặc đánh đổ cả đội. Thái độ xấu lan tỏa nhanh hơn thái độ tốt. Thứ tư, nắm bắt được bản chất của các mối quan hệ và cách tạo lòng tin với mọi người. Bạn không thể khiến người khác hành động trừ khi đã lây chuyển được họ bằng cảm xúc, bằng con tim đi trước lý trí. Thứ năm, tối ưu hóa quá trình tự phát triển bản thân, đánh trúng yếu huyệt. Phát triển luôn phải có chủ tâm, không ai trưởng thành một cách ngẫu nhiên. Hãy nắm bắt những lợi ích tích cực từ những trải nghiệm tiêu cực. Thứ sáu, trao quyền đúng người, truyền kinh nghiệm đúng chỗ. Phương pháp đầu tiên để xác định tài cai trị của một vị vua là nhìn vào những người xung quanh ông ta. Trang bị cũng giống như nuôi dưỡng là một quá trình liên tục.
Sau đây chúng tôi sẽ được giới thiệu về Jay Maxwell. Jay Maxwell là tác giả của hàng trăm đầu sách bestseller trên toàn thế giới, với các đầu sách nổi tiếng như 101 những điều nhà lãnh đạo nên biết, Nhà lãnh đạo 360 độ, 5 nguyên tắc vàng để phát triển bản thân, Để ngày hôm nay trở thành kiệt tác, 21 nguyên tắc vàng của nhà lãnh đạo, 15 nguyên tắc phát triển bản thân. Sau đây là 8 nghệ thuật trong lãnh đạo được thuyết gia nổi tiếng thế giới John C. Maxwell nhắc nhở trong bộ sách gối đầu giường 101 những điều nhà lãnh đạo cần biết. Nghệ thuật số 1: tìm kiếm thế mạnh và không ngừng phát triển thế mạnh đó. Chủ đề tự phát triển. Điều này đặc biệt cần thiết với các nhà lãnh đạo trẻ. Trong cuốn sách 101 những điều nhà lãnh đạo cần biết, chủ đề tự phát triển, tác giả John C. Maxwell đã viết: để trở thành một nhà lãnh đạo được kính trọng, anh cần phải là chuyên gia thực sự trong một lĩnh vực nào đó. Maxwell nhắn gửi: những nhà lãnh đạo trẻ đừng vội nản chí khi chưa biết thế mạnh của mình ở đâu. Trong thời gian đó, hãy làm nhiều công việc và nhận thêm nhiều trách nhiệm để có cơ hội thách thức bản thân. Bản thân Maxwell cũng thử nghiệm rất nhiều công việc, từ mục sư, nhân viên các công ty, trải qua một thời gian dài tìm tòi hướng đi trong công việc diễn thuyết trước khi lừng danh thế giới với biệt danh phù thủy về lãnh đạo doanh nghiệp. Nghệ thuật số 2: nhà lãnh đạo phải biết trân trọng các thành viên trong doanh nghiệp. Nói cho cùng, 50% sự thành bại của doanh nghiệp được quyết định bởi sự cống hiến của nhân viên. Khi các nhân viên cảm nhận được sự tin tưởng và trân trọng của nhà lãnh đạo đối với họ, họ sẽ không ngại hy sinh vì lợi ích chung của doanh nghiệp. Nghệ thuật số 3: lãnh đạo là gây ảnh hưởng không hơn, không kém. Nếu anh là một doanh nhân và muốn tự kiểm chứng xem mình có đủ khả năng lãnh đạo hay không, hãy dành thời gian phục vụ cho các tổ chức vì cộng đồng. Trong khuôn khổ doanh nghiệp, anh có địa vị hoặc quyền lực về tiền lương, thưởng phạt, làm bệ đỡ cho mình. Điều này không đúng tại các tổ chức cộng đồng. Nếu anh có thể làm mọi người nghe theo tiếng nói của mình, anh mới thực sự là một nhà lãnh đạo. Nghệ thuật số 4: hãy tập trung quanh mình những con người tích cực. Theo Maxwell, một doanh nghiệp có nhiều điểm tương đồng với việc những đứa trẻ tập trung chơi với nhau. Trong nhóm những đứa trẻ, mọi đứa sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ và cách hành động của bạn bè chúng, theo cả hai hướng xấu và tốt. Nếu xung quanh đều là những bạn bè tích cực, mọi đứa trẻ sẽ phát triển theo cách hoàn thiện nhất. Nghệ thuật số 5: đào tạo người yếu thay vì sa thải họ. Không phải người giỏi nhất mà chính là người yếu nhất sẽ nói lên nhiều điều nhất về tổ chức của anh. Nếu một nhân viên trải qua hàng năm làm việc cho anh nhưng vẫn có năng lực yếu kém, anh là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm về điều đó. Quay về điều 2: trân trọng mọi thành viên trong doanh nghiệp, và vì trân trọng họ, anh phải là người khai phá tiềm năng và dẫn dắt họ trở thành một nhân viên giỏi hơn. Nghệ thuật số 6: tôi phải làm gì để đưa họ đến thành công? Đó là một câu hỏi mà mỗi nhà lãnh đạo luôn phải chất vấn chính mình. Nhà lãnh đạo chính là cố vấn của mọi người khác, bao gồm các nhân viên trong doanh nghiệp. Nhà lãnh đạo sẽ chùng bước xuống để nâng đỡ người khác lên. Để trở thành một nhà cố vấn kiêm lãnh đạo, anh phải thực hành đánh giá người khác theo những góc nhìn khác nhau. Có người tệ ở lĩnh vực này, nhưng lại tỏa sáng ở khía cạnh khác. Và người lãnh đạo sẽ cho họ niềm tin để họ bứt phá ra những tài năng còn tiềm ẩn. Nghệ thuật số 7: nhân viên quan trọng hơn nhiều vị trí của nhà lãnh đạo. Điều này được nhắc đi nhắc lại trong các bài phát biểu cũng như những cuốn sách về lãnh đạo của John C. Maxwell. Ông luôn nói rằng, yêu thương là bước đầu tiên để có được sự phụng sự của nhân viên. Nhiều nhà lãnh đạo có quan niệm, nếu không phải là nhân viên này thì sẽ là nhân viên khác. Nhưng thực tế, người chịu cống hiến cho doanh nghiệp không có nhiều như anh nghĩ. Nghệ thuật số 8: tôi đã sẵn sàng để thăng cấp cuộc đời và cuộc chơi của mình.
Điều cuối cùng liên quan đến việc trau dồi chính khả năng của người lãnh đạo. Nếu muốn thăng cấp thành lãnh đạo, anh phải là người đòi hỏi ít nhất. Anh làm việc trong môi trường công việc khắt khe nhất, có thể với số tiền lương ít ỏi nhất, và đôi khi sẽ không có đồng nghiệp nào đứng ra giúp đỡ anh trong những thời điểm gian nan. Có thể thấy phương thức lãnh đạo phản ánh sức sống của doanh nghiệp. Đó cũng là một công việc gian nan, đòi hỏi quá trình học tập và trau dồi. Là chuyên gia về lãnh đạo của Mỹ, tiến sĩ Maxwell đã cống hiến cuộc đời mình để giúp mọi người trở nên thành công. Các cuốn sách và các buổi hội thảo của ông chỉ cho mọi người thấy bất kỳ ai cũng có thể thành công thực sự nếu họ nắm vững được các kỹ năng trong 4 lĩnh vực sau. Thứ nhất, các mối quan hệ. Thứ hai, trang bị kiến thức. Thứ ba, thái độ. Và cuối cùng, thứ tư là lãnh đạo. Những cuốn sách kể trên được thiết kế để mang đến cho bạn đọc những điều cốt lõi của thái độ dưới dạng dễ đọc và nhanh gọn. Qua quyển sách 101 những điều nhà lãnh đạo cần biết, chúng tôi hy vọng rằng tất cả các bạn sẽ tìm ra một cái chiếc chìa khóa để phát triển khả năng và kỹ năng lãnh đạo của mình, và các bạn sẽ thành công hơn trong cuộc sống và trong công việc. Một lần nữa xin cảm ơn sự đồng hành của tất cả các bạn. Chúc cho các bạn luôn thành công, hạnh phúc. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Kênh Sách Nói OK. Đôi khi bạn cảm thấy không đủ kiên nhẫn để có thể đọc hết hoặc nghe hết một cuốn sách mà theo bạn nó quá dài. Đôi khi bạn cảm thấy không có thời gian hoặc quá buồn ngủ để có thể nắm bắt hết những thông tin, những bài học cực kỳ ý nghĩa mà chỉ khi tìm hiểu trên sách mới có được. Hãy để cho chúng tôi, kênh Sách Nói OK, bình giảng sách làm thay cho bạn điều đó. Bằng cách bình giảng và biên tập lại, bạn chỉ cần nghe mà không mất quá nhiều thời gian để đọc hết nhưng vẫn nắm được toàn bộ nội dung mà cuốn sách cần nói. Hãy đăng ký, subscribe kênh Sách Nói OK, bình giảng sách để được truyền cảm hứng và động lực qua những cuốn sách dạy làm giàu, dạy làm người thật hay và ý nghĩa nhé.